Mới đây, công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo truy tìm đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Long Biên. Cụ thể thông tin từ công an thành phố Hà Nội, vào khoảng 21 giờ 10 phút ngày 14 tháng 1 năm 2022, anh Tạ Văn Đông, sinh năm 1993 ở Hồng Thái Kiến Sương Thái Bình, đang ở cửa hàng vàng bạc Nam Thành số 20 Ngọc Trì, Thạch Bàn Long Biên, thì có một đối tượng nam thanh niên vào cửa hàng người này yêu cầu anh đông đưa ra hai sợi dây chuyền vàng ba chiếc nhẫn vàng để mua anh đông đặt dây chuyền và nhẫn lên mặt bàn thì đối tượng đeo dây lên người rồi bỏ chạy ra cửa tẩu thoát công an thành phố hà nội thông báo đặc điểm đối tượng gây án như sau một đối tượng nam thanh niên, khoảng từ 25 đến 30 tuổi, dáng trung bình, cao khoảng 1,68m, mắt hơi sâu, sống mũi cao, tóc ngắn bình thường, mặc áo khoác gió màu đen, quần bò màu xanh, đi giày màu đen, nói giọng bắt. Đặc điểm tan vật, phương tiện gây án. Một chiếc nhẫn vàng tây màu vàng, mặt vuông có gắn một viên đá màu trắng, mặt trong của nhẫn có ký hiệu VN10K, trọng lượng khoảng 2,4 chỉ một chiếc nhẫn vàng ý màu vàng, mặt vuông có những viên đá nhỏ ở viền nhẫn, mặt trong của viên nhẫn có ký hiệu 750 Italia, trọng lượng khoảng 2,6 chỉ. Một chiếc nhẫn vàng mặt vuông có chữ phúc, mặt trong của nhẫn có ký hiệu 4 số 9, trọng lượng khoảng 2 chỉ. Một sợi dây chuyền vàng tây dạng đốt màu vàng, cách ba đốt có một đốt màu trắng, mặt hình rồng, rỗng ruột, gần mắt khóa có ký hiệu VN, trọng lượng khoảng 5 chỉ. Một sợi dây chuyền vàng tây dạng đốt màu vàng, cách hai đốt có một hình Versace, ruột rỗng. Gần mắt khóa có ký hiệu VN, trọng lượng khoảng 5 chỉ. Một xe máy nhãn hiệu Honda WS màu đỏ xám đen, biển kiểm soát 34R11659, số khung 4314 bi 0411436 số máy gc 43 e 1579875 qua xác minh xác định chiếc xe máy trên đã được bán cho người sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội vào tháng 7 năm 2020. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng tăng vật và phương tiện gây án có đặc điểm trên thì tạm giữ ngay và thông báo cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố đội 8 để phối hợp giải quyết. Điện thoại liên hệ 069 219 6780 hoặc 035 397 2222 đồng chí Trần Mai Hiển, đội phó đội 8. thank you